kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể người hâm mộ, giải bóng đá Cúp Quốc gia 2023 khởi tranh từ tháng 3 với 23 trận đấu sôi động và hấp dẫn đã được tổ chức thành công. Căn cứ vào thành tích thi đấu của các câu lạc bộ, chúng tôi xin được công bố và chúc mừng câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã xuất sắc đoạt Cúp Quốc gia 2023. Câu lạc bộ Topland Bình Định và câu lạc bộ BVF CND đạt đồng giải ba. Kính mời quý vị khán giả đang có mặt tại sân vận động Thanh Hóa ngày hôm nay hãy dành tặng những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho các câu lạc bộ đã đạt tí cao tại giải bóng đá Cúp Quốc gia 2023. Kính thưa quý vị, lễ đạp 2023 xin được trân trọng giới thiệu và kính mời các vị đại biểu sẽ xuống sân chúc mừng và trao giải. Trân trọng kính mời ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa. Trân trọng kính mời ông Dương Hiệp Khôi,